đón đầu những thời cơ thuận lợi. Vượt qua nhiều khó khăn thách thức. Một nhiệm kỳ đổi mới và phát triển. Công đoàn Thanh Hóa vượt lên những khó khăn, đã có rất nhiều cái nỗ lực cố gắng, hướng tới là bằng rất nhiều cái giải pháp có kết quả tốt nhất. Khi chúng tôi gặp khó khăn nhất thì công đoàn luôn ở bên. Công đoàn cũng giống như là gia đình thứ hai của em, cũng giống như là một người thân trong nhà. Đâu mà có những cái con người lao động, những cái đoàn viên, những cái công chức viên chức là ở đó có tổ chức công đoàn. Bước vào nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 19 trong điều kiện kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển. Nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách mới của tỉnh đã thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư. Mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với người lao động ngày càng được củng cố, tăng cường. Đoàn viên người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động. Song, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động. Đặc biệt từ cuối năm 2019, dịch bệnh COVID-19 bùng phát và lây lan mạnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống và sản xuất kinh doanh. Đứng trước khó khăn, các tổ chức công đoàn trên địa bàn Thanh Hóa càng nỗ lực đổi mới, sáng tạo để vừa tổ chức tốt các phong trào, hoạt động công đoàn, vừa chăm lo đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động, linh hoạt phối hợp với chính quyền, với các cơ quan chuyên môn, với các chủ doanh nghiệp để cùng ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo hoạt động ổn định của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đặc biệt công đoàn của các đơn vị sản xuất sử dụng nhiều lao động đã phối hợp với ban quản lý các khu công nghiệp, các doanh nghiệp hỗ trợ công nhân lao động thực hiện tốt mô hình 3 tại chỗ, 1 cung đường, 2 điểm đến để ổn định sản xuất. Công đoàn đã thành lập 12 đoàn công tác nắm bắt tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại các đơn vị doanh nghiệp, chỉ đạo công đoàn cơ sở tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động tiêm phòng COVID-19, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn viên người lao động trên địa bàn Thanh Hóa đã ủng hộ trên 74 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ hơn 22.000 đoàn viên người lao động trong công tác phòng chống dịch với số tiền trên 14,6 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chủ sử dụng lao động thành lập 5.768 tổ an toàn COVID-19 tại doanh nghiệp, khu nhà trọ, trên xe buýt chở công nhân lao động. Do tích cực chủ động sáng tạo trong xây dựng mô hình phòng chống dịch, các cấp công đoàn đã góp phần cùng cả tỉnh đẩy lùi dịch bệnh, ổn định sản xuất, đảm bảo thu nhập và đời sống cho đoàn viên, người lao động. Trong thời điểm dịch thì lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cũng như là lãnh đạo công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và khu công nghiệp là liên tục có mặt tại nhà máy. Thời điểm đó, tức là những thời điểm mà có thể là ở bên ngoài là người ta không dám vào nhà máy, nhưng đối với lãnh đạo công đoàn cấp trên, Liên đoàn Lao động tỉnh như công đoàn cấp trên, công đoàn cơ sở chúng tôi là phải ăn cùng, ngủ cùng và ở cùng với công nhân lao động để tức là lại làm cái chỗ dựa vững chắc cho người lao động, cái niềm tin để người lao động có thể là vượt qua cái khó khăn trong cái giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch COVID-19 cũng như là cái thời điểm mà công nhân lao động công ty bị ảnh hưởng việc làm. Thanh Hóa có hơn 338.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa luôn chú trọng đặt lên trên hết chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này,
Liên đoàn Lao động tỉnh đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp với lãnh đạo chuyên môn cùng cấp thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở và đối thoại tại nơi làm việc, phát huy chức năng cốt lõi của tổ chức công đoàn là đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc chuyên đề giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa với cử tri là đoàn viên, công nhân viên chức lao động, cùng với các cấp công đoàn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động công đoàn cũng như trong đời sống việc làm của công nhân lao động. Nhiều đề xuất của công nhân lao động đã được tiếp thu góp phần thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên người lao động. Các công đoàn cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo các doanh nghiệp xây dựng và ký kết các thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản mang đến nhiều quyền lợi thiết thực cho người lao động, đảm bảo chế độ lương, thưởng, chế độ nghỉ phép, chế độ thai sản, được chăm sóc sức khỏe, được tham gia các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần và vật chất. Đặc biệt trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bản thỏa ước lao động tập thể chính là điểm tựa để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Thỏa ước lao động tập thể để tăng các giá trị phúc lợi cho người lao động như tiền xăng xe, tiền nuôi con nhỏ và hỗ trợ thêm cái tiền ngoại ngữ rồi tiền CPI, đồng thời thường xuyên nâng các bậc lương, tăng lương cho người lao động khi đủ các điều kiện. Và bên cạnh đó thì công đoàn cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động, các chương trình dành cho người lao động. Thực hiện phương châm hướng về cơ sở, trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trên địa bàn Thanh Hóa đã huy động hơn 921 tỷ đồng, trao gần 1 triệu 300 ngàn suất quà cho người lao động vào các dịp lễ Tết, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức thường niên như Tết sum vầy, Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình, chợ Tết công đoàn, Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày gia đình Việt Nam. Qua các nguồn hỗ trợ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ sửa và làm mới 809 nhà mái ấm công đoàn với tổng số tiền 32,5 tỷ đồng. Các cấp công đoàn đã ký 343 thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung cấp dịch vụ. Hơn 420.000 đoàn viên người lao động được hưởng lợi từ chương trình phúc lợi cho đoàn viên người lao động với số tiền trên 30 tỷ đồng. Để có nguồn lực chủ động chăm lo hỗ trợ đoàn viên kịp thời, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện quy trình chuyển quỹ mái ấm công đoàn thành quỹ hỗ trợ đoàn viên công nhân viên chức lao động công đoàn Thanh Hóa. Bước chân của người cán bộ công đoàn đã không quản ngại những nơi xa xôi, địa hình hiểm trở, vượt qua thiên tai dịch bệnh lũ lụt để đến với người lao động. Dù ở vùng biển, đồng bằng hay vùng núi cao, ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn huyện Quan Hóa đã xây dựng ký kết các thỏa thuận hợp tác, mang lại nhiều phúc lợi cho đoàn viên người lao động. Bên cạnh đó, Liên đoàn huyện đã triển khai tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động và Tết sum vầy. Đặc biệt, công tác chăm lo cho đoàn viên người lao động trong nhiệm kỳ, Liên đoàn lao động đã trao gần 300 suất quà của Liên đoàn tỉnh và Liên đoàn huyện cho trên 200 lượt đoàn viên người lao động khó khăn và bệnh hiểm nghèo, trao gần 70 nhà máy ấm công đoàn từ quỹ hỗ trợ đoàn viên lên tới gần 2 tỷ đồng. Công đoàn các cấp trên địa bàn Thanh Hóa đã tập trung thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Các tổ chức công đoàn đã đề xuất với chủ doanh nghiệp nâng chế độ ăn ca, thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám chuyên khoa, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi bổ ích và giảm bớt áp lực cho đoàn viên người lao động sau giờ làm việc. Công đoàn đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, tham quan, du lịch, tổ chức hội thảo, hội diễn, hội thi, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, thu hút đông đảo đoàn viên người lao động tham gia. Nhiều mô hình mới đã được tổ chức và nhân rộng trong các cơ quan, doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động với mục tiêu đưa hoạt động công đoàn đến gần hơn với người lao động. Bám sát và thực hiện sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh
chúng tôi đã tiến hành đánh giá toàn diện, khảo sát thực tế, từ đó xây dựng được những cách thức, giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả, linh hoạt, vừa phù hợp với bối cảnh nhịp độ phát triển chung của thành phố Sầm Sơn, vừa sát hợp với đặc điểm tình hình của công nhân viên chức lao động thành phố Sầm Sơn, đô thị du lịch trọng điểm của tỉnh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, sự suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng trong nhiệm kỳ, Công đoàn Thanh Hóa đã kết nạp mới 112.466 đoàn viên, đạt 224,9%, thành lập được 498 công đoàn cơ sở ngoài nhà nước, đạt 166%, 80% trở lên số doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam thành lập được công đoàn cơ sở, tỷ lệ tập hợp đoàn viên đạt 96,94%. Tham gia tổ chức công đoàn là quyền lợi của mỗi công nhân lao động. Nhưng để phát triển được đoàn viên, thành lập được tổ chức công đoàn, nhất là trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không phải là chuyện một sớm một chiều. Khó khăn, thậm chí phải nếm trải cả những lần thất bại, nhưng nhiều cán bộ công đoàn vẫn kiên trì vận động gặp gỡ các chủ doanh nghiệp người nước ngoài. Từ đó, lãnh đạo các doanh nghiệp đã hiểu hơn và ủng hộ tổ chức công đoàn. Chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của tổ chức công đoàn trong công ty và mong được sự giúp đỡ của các bạn. Chúng tôi cho rằng cái phương pháp tiến hành thực hiện là một cái việc hết sức quan trọng. Thực hiện cái công tác này thì cũng phải đòi hỏi sự quyết tâm cao, cái tinh thần trách nhiệm rất lớn và cái sự kiên trì trong cái việc vận động chủ doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động, để chủ doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động hiểu, chia sẻ và nhận thấy cái việc thành lập tổ chức công đoàn ở doanh nghiệp mình là tốt cho cả doanh nghiệp và tốt cho cả người lao động. Từ kết quả các phong trào thi đua yêu nước những năm qua cho thấy, càng trong khó khăn, các cấp công đoàn càng phải đổi mới nội dung, hình thức, bám sát thực tiễn, nhiệm vụ chính trị từng cơ quan đơn vị, tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Thanh Hóa đã tổ chức tốt các phong trào thi đua như công nhân viên chức lao động tiên phong, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa, văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, tham mưu giỏi, phục vụ tốt, đổi mới, sáng tạo hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của cơ quan đơn vị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh. Hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn Thanh Hóa có 30.257 sáng kiến của đoàn viên người lao động được ghi nhận, đứng thứ nhì toàn quốc. Trong chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, Công đoàn Thanh Hóa dẫn đầu cả nước trong cả hai giai đoạn, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2023, Thanh Hóa có 600.175 sáng kiến trên cổng thông tin trực tuyến, vượt chỉ tiêu hơn 514% về số lượng sáng kiến hợp lệ và đứng thứ nhất cả nước. Tổng giá trị làm lợi của các sáng kiến trong khối doanh nghiệp ước đạt hơn 584 tỷ đồng. Qua các phong trào thi đua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng bằng lao động sáng tạo cho 167 đoàn viên người lao động, tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho 1.781 đồng chí. Nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các phong trào thi đua được các cấp ghi nhận khen thưởng. Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa là một trong những tập thể điển hình được tôn vinh tại hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước. 7 cá nhân là kỹ sư công nhân lao động của tỉnh Thanh Hóa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho tổ chức công đoàn tỉnh Thanh Hóa với những kết quả ấn tượng từ phong trào thi đua yêu nước mà cán bộ, công nhân viên chức lao động trong tỉnh
đã đạt được trong thời gian qua. Đóng góp vào sự phát triển không ngừng của tổ chức công đoàn những năm qua, có vai trò quan trọng của công tác nữ công, các cấp công đoàn tập trung triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề về công tác phụ nữ và công tác nữ công trong tình hình mới, bảo vệ, chăm lo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ đoàn viên, người lao động. Nhờ những cái hoạt động, những cái chương trình tổ chức của tổ chức công đoàn của công ty, thì đặc biệt là đối với những cái hoạt động cụ thể như là thăm khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, thì qua đó là những chị em phụ nữ công nhân lao động như chúng tôi thì đã phát hiện kịp thời được một số bệnh và được tham gia những cái hoạt động chương trình có ý nghĩa và được tặng quà vào các cái nhân dịp ngày lễ như là 20 tháng 10, 18 tháng 3 và các cái dịp được tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Dấu ấn của nhiệm kỳ còn có sự khởi sắc trong hoạt động đối ngoại của Công đoàn tỉnh Thanh Hóa. Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động Thanh Hóa và Công đoàn tỉnh Hủa Phăn đã tạo điều kiện giúp đỡ nhau cả về vật chất và tinh thần, phối hợp với các chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phát động các phong trào thi đua, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, giới thiệu quảng bá về tỉnh Thanh Hóa cho người nước ngoài tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, người nước ngoài có tình cảm và trách nhiệm hơn đối với đoàn viên, người lao động, chấp hành tốt pháp luật lao động. Tôi xin đại diện cho ban lãnh đạo công ty cùng hơn 22.000 cán bộ công nhân cảm ơn những tình cảm và sự giúp đỡ của tổ chức công đoàn dành cho chúng tôi trong thời gian qua. Nhân đây, tôi xin chúc cho tổ chức công đoàn Thanh Hóa ngày càng phát triển lớn mạnh. Qua một nhiệm kỳ đổi mới sáng tạo, công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã có 21 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch, đạt 100%. Năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua, khối thi đua và phong trào thi đua toàn quốc. Nhiều tập thể cá nhân được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng cũng như những kết quả đạt được mà các cấp công đoàn trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, thách thức nhiệm kỳ 2023-2028. Tôi mong rằng các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động và viên chức, lấy việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định là mục tiêu hoạt động. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong nhiệm kỳ tới, tôi cũng mong rằng các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cấp công đoàn trong tỉnh hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tổ chức chính trị rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động. Chúng tôi hy vọng là bằng các cái biện pháp đổi mới tổ chức hoạt động của công đoàn, đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đổi mới tổ chức tốt hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân chức lao động, đặc biệt là phong trào công nhân viên chức lao động tiên phong, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng giai đoạn 2021-2030. Và các cái hoạt động khác nữa thì sẽ là những cái đòn bẩy, là những cái biện pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn toàn tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028, đóng góp một cách tích cực nhất vào việc xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa chúng ta đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tỉnh Thanh Hóa đang trên đường đổi mới, hội nhập và phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh những thuận lợi cũng còn rất nhiều khó khăn thách thức. Với tâm thế vững vàng, sẵn sàng vượt khó, biến thách thức thành động lực, mỗi cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tỉnh Thanh Hóa quyết tâm lao động sáng tạo, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng. Vì chủ nghĩa xã hội ta đi tới. Nào bạn ơi, hát vang bài ca, công đoàn Việt Nam cuộc sống của